Ok, giờ đến lượt Akenia. Ake, are you watching? You better be. Negasi, what? That's it no more. Wow. Tử đây mù chắc vậy. What? Ủa được rồi. Ủa được rồi, được rồi. Bọn nó không chết à? Ê... Cái... À, mình có 4 mạng ở dưới. Sao vậy? Why are you here? Why the fuck are you here? Mình tưởng cái này không đúng luật nhỉ? Yeah, sắp chết rồi. Không tập trung được. Yes please. Ok, và giờ ta sẽ gặp Kisume. Mình đoán đấy. Vì đây Ake mà. Mình không kịp đọc. Mình không kịp đọc. Ok, chat nó tự thì chat nó tự tiếp tục được. Ok, bắt đầu rồi. Hay. Gì đấy? Là rè. Khôn. Đoạn này dễ mà. Đoạn dễ vì cần micro dot. Wow. Chân cánh à. Nãy trói. Ê. Đạn này tiện này. Bắn hai hướng rồi. The fuck. Khốn. Miễn là nó không đi xuống đây mình dễ xử lý. Xem máu con này đâu rồi.
Easy. Nice try. Ok, mình hết mạng rồi. Ờ, disable rồi á. Cuối cùng mình vẫn không phải lo về mạng. Hay nè. Mặc chiếu lên trên gì. Không biết cái nên chơi cả 4 nhân vật không nhỉ. Cái gì? Focus em focus. Thế này à? Wait, what? Tức là mình phải ăn focus cái này. Ăn focus cái kia mình không biết. Khó hiểu quá. Chắc mình phải ăn, chắc mình phải focus để đi qua cái màu xanh đó. Như mình là what the fuck này nữa em gì. Không di chuyển được. Wow, cái này hay ấy. Oh, how do you do it? Kiểu gì? Nó không quen được cái này. Chắc di chuyển nhẹ hơn nhỉ. Di chuyển nhẹ hơn nhỉ. Chỉ đạn đến thì di chuyển. Đến một chút thôi. Quên bắn, đi mẹ quên bắn. Quên bấm một nút bắn. What the fuck. Cái này tuyệt quá. Cái này có gì không? Survival hả? Survival hả? Holy fucking fuck. Nó dễ mà sao mình cảm giác không phải đi. Ồ. Nhiều cái chất lượng quá.
Let's go. Ooh. Được đấy. Lên xuống rồi. Nó khá khó cái. Đoạn này. Đoạn này là lỗi của mình rồi. Oh. Yeah. Rất được nữa. Còn nữa không? Oh yeah. Có phải vì mình chết nhiều quá không? Yeah, tất nhiên rồi, mình sẽ MTC. Credit. Wow. Có skip không? Wait, what? Mình có điều khiển được cái gì không? Aha, Ryan. Yeah, tấm lạnh rất tốt. Mình không biết là có tốt hơn mấy cái MC vừa rồi không. Mình cực sự hứng thú cái này. Có niệm MCC từng nhân vật một không nhỉ? À, cái này chất lượng quá. Xong rồi. À. Chắc chắn mình sẽ MCC với một nhân vật.